học mới đã bắt đầu, nhiều bạn học sinh cuối cấp đang bước vào tâm thế để ôn luyện, tăng tốc cho đường đua kiến thức. Để 8 hay 9 tháng nữa là các bạn sẽ bước vào những kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình, cũng như đứng trước sự lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Nhiều bí kíp ôn thi hiệu quả, nhiều kinh nghiệm vượt qua những khó khăn, thậm chí là nản lòng trước một môn học khó, trước một kỳ thi căng thẳng đã được chia sẻ tại Talk Show Connect Talk, hành trang cho bước ngoặt lớn do Kiến Guru tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Với sự tham gia của các tân thủ khoa, cũng như các bạn trẻ có thành tích học tập ấn tượng, các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm, chương trình đã truyền cảm hứng cho các em học sinh trung học phổ thông sẽ tự tin hơn, nỗ lực hơn trong các kỳ thi quan trọng sắp tới. Đó là kinh nghiệm về việc muốn đạt được kết quả cao trong một kỳ thi, thì học sinh cần tìm ra được năng lực và thế mạnh thật sự của mình ở lĩnh vực nào, môn học nào, từ đó sẽ xác định cho mình những mục tiêu ngắn hạn đến dài hạn. Đó cũng là những kinh nghiệm để làm sao lấp đầy được các kiến thức bị hỏng của mình khi bạn học lệch. Hay chương trình sẽ giải đáp câu hỏi muôn thuở của học sinh, làm sao để học giỏi tiếng Anh, làm sao để môn toán không còn là một thử thách khó nhằn. Cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi đấy là các bạn thế hệ trước có thể chia sẻ được cái câu chuyện của mình, từ đó các bạn ở những thế hệ sau, đầu tiên cái đơn giản nhất đấy là có thể được truyền cái cảm hứng, truyền cái lửa và nhận ra được là những cái hướng đi mới, những cái hướng đi trong tương lai có rất nhiều cách để có thể bước đến được thành công. Quan trọng là bạn phải hiểu được chính bản thân mình và bạn sẽ tìm được một cái con đường mà phù hợp được với mình. Cũng tại sự kiện, Kiến Guru đã cung cấp các thông tin giúp phụ huynh và học sinh có góc nhìn toàn cảnh về cách ứng dụng công nghệ số vào tối ưu lộ trình và phương pháp học tập hiệu quả. Đồng thời, Kiến Guru cũng đã trao học bổng Trạng Kiến cho 9 bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2022 với tổng trị giá lên tới 350 triệu đồng. Là em sẽ nhận được một laptop thì em nghĩ là nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái việc học đại học của em trong 4 năm sắp tới. Thì em nghĩ là với cái máy tính này thì em sẽ có thể là học tập một cách thuận tiện và đi đến trường và có thể làm các bài thuyết trình và nộp bài luận văn một cách thuận tiện hơn ạ. Kỳ thi đánh giá năng lực là một kỳ thi rất là mới, cho nên là nguồn đề cực kỳ khan hiếm. Và cái nguồn đề của Kiến Guru thì đã giúp tôi rất là nhiều trong cái quá trình có thể tự tin hơn để đạt được kết quả cao. Những câu chuyện truyền cảm hứng tại sự kiện này là minh chứng cho nỗ lực và đồng hành của Kiến Guru với học sinh cả nước, cũng như góp phần đổi mới phương pháp học của học sinh Việt Nam.